Trước khi ông Nguyễn Tấn Dũng sang Mỹ, thì các chính đảng Việt Nam, kể cả Nghị hội Toàn quốc Người Việt tại Hoa Kỳ do giáo sư Nguyễn Ngọc Bích làm chủ tịch, đã công bố bà lên tiếng để bày tỏ trước công luận những nhận định và quan điểm liên quan đến Việt Nam. Nội dung bà lên tiếng này là như thế nào và có thể gây tiếng vang ra sao với công luận thế giới? Thanh Quang phỏng vấn giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và được ông cho biết. Từ ngày 19 tháng 6 tức là thứ năm vừa qua đó, có 11 tất cả chính đảng hải ngoại đã chung nhau lên tiếng bằng một bản lên tiếng của các chính đảng Việt Nam, trong đó gồm tất cả là 5 điểm. Điểm thứ nhất là chính phủ hiện nay của ông Nguyễn Tấn Dũng cầm đầu là không do toàn dân Việt Nam bầu ra mà do Đảng Cộng sản cử ra. Cũng vì lý do đó nên cái tính cách đại diện chân chính cho tiếng nói và quyền lợi của đại đa số nhân dân thì nó không có. Vì cái tính chính thống đó nó không có, nên nhân dân Việt Nam ấy cũng có quyền phủ nhận những cái hiệp định biên giới hay là lãnh hải mà do chính quyền ký kết với chính quyền Trung Quốc. Nếu trong tương lai mà khi cái nội dung nó được viết ấy, nó đi xâm phạm vào trong danh dự, chủ quyền và quyền lợi của nhân dân Việt Nam, thì do đó nên chúng tôi cực lực phản đối mọi âm mưu và hành vi của Bắc Kinh nhằm biến lãnh hải và hải đảo của Việt Nam thành tài sản vĩnh viễn của Trung Quốc. Đó là một cái điểm quan trọng. Cái điểm thứ ba là lạm phát và khó khăn kinh tế hiện nay cũng là hậu quả tất nhiên của một cơ chế chính quyền nó không có được trong sáng, nó thiếu dân chủ. Do đó nên nó đã dẫn đến những cái chính sách phát triển có thể thành công trong một lúc nhưng mà nó không thể bền vững được. Là lý do là nó cuối cùng nó phục vụ cho quyền lợi của một nhóm thiểu số đặc quyền đặc lợi. Chính vì lý do đó nó đã có cái tình trạng bất công, bất ổn định xã hội và suy thoái về mặt văn hóa giáo dục, ảnh hưởng đến cuộc sống chung của mọi người. Điểm 4 là chúng tôi do đó hoàn toàn ủng hộ các hoạt động ôn hòa bất bạo động của các thành phần dân chúng tại Việt Nam, từ nông dân đến công nhân, thanh niên sinh viên, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo, đòi tự do công lý, phản đối chính sách độc tài tham nhũng của chính quyền hiện nay. Chúng tôi cực lực lên án chính quyền đàn áp các tiếng nói bất đồng của người dân Việt Nam, nhất là các tiếng nói đòi tự do tôn giáo và quyền lao động, và đòi hỏi nhà cầm quyền phải thả ngay tất cả những người hiện bị giam giữ vì những đòi hỏi chính đáng kia. Và số 5 thì chúng tôi tin rằng Việt Nam chỉ thật sự ổn định và phát triển bền vững khi nào người dân có được đầy đủ các quyền tự do căn bản và chính quyền sẽ do dân chúng bầu ra và bãi miễn qua những cuộc bầu cử tự do và công bằng, thật sự đáp ứng nguyện vọng của người dân. Vì lý do đó nên chúng tôi kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ và các quốc gia dân chủ trên thế giới hãy làm tất cả những gì có thể làm được để giúp nhân dân Việt Nam sớm có dân chủ, để nhân quyền và dân quyền được thực sự tôn trọng và để Việt Nam được phát triển ổn định và bền vững. Dạ, thưa giáo sư Nhân Tây, xin giáo sư cho biết các chính đảng này là gồm những chính đảng nào? Những cái đảng có ký tên ở trong này tức là Đại Việt Cách Mạng Đảng, Đại Việt Quốc dân Đảng, Đảng Dân Chủ Nhân Dân, Đảng Tân Đại Việt, Đảng Thăng Tiến Việt Nam, Đảng Vì Dân, Liên minh Dân Chủ Người Việt Nam, Nghị hội Toàn quốc Người Việt tại Hoa Kỳ, Tổ chức Phục hưng Việt Nam, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng và Việt Nam Quốc dân Đảng. Và chỉ có qua một đêm thôi thì chúng tôi có được thêm cái sự tham gia vào trong cái bản lên tiếng này của khối 8106 ở trong nước và của Liên minh Dân Chủ và Nhân quyền trong nước. Như vậy là hiện giờ cái bảng này nó được 13 có thể gọi là đoàn thể chính trị cả trong lẫn ngoài nước ủng hộ. Thưa giáo sư, theo nhận định của giáo sư thì bản lên tiếng này có thể ảnh hưởng như thế nào tới chuyến đi của ông Nguyễn Tấn Dũng và nhất là gây tiếng vang ra sao với công luận thế giới ạ? Dạ vâng, thưa, cái việc đầu tiên ấy, chúng tôi đã chính tự tay chúng tôi đã trao lại vào hôm thứ Sáu vừa rồi là 20 tháng 6 đó cho đại diện của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, tức là National Security Council, tức là cái cơ quan cố vấn trực tiếp cho Tổng thống Bush về vấn đề ngoại giao đó. Thế và bên cạnh đó đó thì chúng tôi cũng trao lại cho Hội đồng An ninh Quốc gia một cái danh sách 10 tù nhân lương tâm mà nghĩa là nổi tiếng nhất ở Việt Nam trong lúc này, cũng yêu cầu để Tổng thống đưa thẳng cho ông Nguyễn Tấn Dũng, và chúng tôi nghĩ là cái chuyện đó nó sẽ xảy ra vào ngày mai. Còn về đối với trên thế giới đấy thì chúng tôi có thể thấy là ở trên Internet đấy, cái bản lên tiếng của chúng tôi đã được phổ biến rất là rộng rãi cả trong bản tiếng Việt lẫn trong bản tiếng Anh, và chúng tôi cũng được một số các cơ quan truyền thông quốc tế cũng đã phỏng vấn chúng tôi về cái vấn đề này. Thì hiện giờ vấn đề tự do dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam thì nó không phải là cái vấn đề mà có thể giải quyết trong chớp nhoáng được. Nhưng mà cái sự kiện có 11 các đoàn thể chính trị hải ngoại lên tiếng như thế này chung nhau
đồng ý thì nó tỏ một cái sự đồng thuận khá rộng rãi. Có thể nói là tất cả những cái tổ chức chính trị lớn ở ngoài này thì đều có tên ở trong cái danh sách này. Và đặc biệt nữa là chúng tôi lại có thêm sự tham gia của khối 8106 ở trong nước, rồi thì từ Liên minh Dân chủ và Nhân quyền ở trong nước cũng như là Đảng Thăng Tiến chẳng hạn. Thì thành ra những cái đó là những cái mà nó nói lên rằng là cái tiếng nói của các thành phần dân chủ ở trong nước và ngoài nước bây giờ nó rất là ăn khớp với nhau, nó nhịp nhàng với nhau. Như vậy đó, thì mình vận động đối với quốc tế đó, thì nó dễ thuyết phục hơn, là tại vì người ta sẽ thấy rằng là chỉ có một tiếng nói thôi. Thưa giáo sư, nỗ lực của Hà Nội ra sức cải thiện mối giao hảo với Hoa Kỳ nói riêng như hiện nay đó, và với thế giới nói chung thì có thể ảnh hưởng ra sao tới cái công cuộc đấu tranh của lực lượng dân chủ trong và ngoài nước cho cái tình hình nhân quyền, tự do dân chủ tại Việt Nam ạ? Dạ thưa, thực sự đó, trong một cái thế mà gọi là kiểu ba chân đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là chính quyền Hoa Kỳ cũng như các chính quyền trong cái thế giới tự do, trong các quốc gia tự do dân chủ trên thế giới đó, thì nó gần gũi với quan điểm của người Việt hải ngoại hơn là với cái chính quyền cộng sản ở trong nước. Thêm vào đó, đó bây giờ ngay ở trong nước cũng có một cái khối dư luận càng ngày càng lớn là nó cũng ủng hộ cho những cái đòi hỏi chính đáng của chúng ta về vấn đề tự do, dân chủ và nhân quyền. Mà như thế nên thì chúng ta thấy rằng là càng ngày cả thế giới nó sẽ làm một cái sức ép từ ở dưới lên, tức là trong nước, từ dưới lên ở hải ngoại của các cộng đồng người Việt tự do và của các chính phủ các nước tự do trên thế giới. Thì tôi thiết nghĩ rằng là cái áp lực đó đó thế nào rồi thì nó sẽ đem lại một cái sự nới hơn của cái chế độ, nếu không muốn nói là nó phải đi đến cái chỗ nó nhượng bộ để có được một cái xã hội tự do dân chủ hơn, một cái xã hội dân sự nó mạnh hơn với những cái cuộc bầu cử công bằng, trong sáng và có thể đa nguyên đa đảng, chứ không thể nói chỉ là thuần nhất còn có một đảng mà cứ tiếp tục ngự trị ở trên đất nước của chúng ta. Dạ, cảm ơn giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, Chủ tịch Nghị hội Toàn quốc Người Việt tại Hoa Kỳ. Cảm ơn.